Chào mừng các bạn đến với kênh Game Giải Trí. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn một trận đấu. Chính xác hơn là giới thiệu một lá bài tại Việt Nam. Con bài này mình cũng biết là do lỗi hay là do vận may mà Upin đã mở được. Và bạn ấy đã share video này lên kênh thế giới. Đây con bài kiếm hồ về nha các bạn. Các bạn hãy đọc kỹ năng của nó. Sau khi kết hoạt, kết thúc 3 lượt đối phương sẽ bị hủy. Khi con mặt của đối thủ bị khóa, các bạn hãy đọc thật kỹ kỹ năng đó nhá. Như vậy đây chính là con bài vòng tròn kiếm ánh sáng mà mình đã từng review. Hiện tại các bạn như là hình ảnh của nó hơi bị lỗi, nhưng mà với những kỹ năng như vậy thì chúng ta có thể biết được đó chính là con bài vòng tròn kiếm ánh sáng trong 3 lượt của đối phương ra sân sẽ bị khóa. Đây các bạn thấy nó bị khóa nhá. Sau 3 lượt thì con bài đó tự hủy. Như vậy chúng ta đã xác định được Upin chính là người đã có thanh gươm bóng, có thanh gươm có thể nói là thanh gươm quý giá nhất hiện tại trong game Việt Nam. Ở lượt cuối thì Upin đã triệu hồi được con bài trên Tribo, nhưng rất tiếc để bị con bài hâm trong phá hủy. Mặc cho vậy thì chúng ta đã thấy được con bài có thể nói là cực kỳ mới tại game Việt Nam, mà bên Trung Quốc nó cũng chỉ mới ra trong vòng khoảng nửa tháng đấy mà thôi. Đó chính là bài vòng tròn kiếm ánh sáng, hay có tên ở Việt Nam là kiếm hồ về. Cảm ơn các bạn đã xem nhé.